Tôi bị huyết áp cao, rối loạn lo âu và trầm cảm. Hiện tại thì tôi đang sử dụng thuốc tây. Bây giờ tôi muốn sử dụng thêm nước sắc dẻo cổ lam. Như vậy thì có ảnh hưởng gì hay không? Mong nhà thuốc tư vấn giúp tôi. Tôi xin cảm ơn ạ. Chào bạn, bị rối loạn lo âu, huyết áp cao, trầm cảm thì bạn sử dụng dẻo cổ lam thì sẽ rất là tốt. Nếu như là đang sử dụng thuốc tây thì bạn đang cắt thời gian sử dụng thuốc tây và dẻo cổ lam khoảng 1 giờ đồng hồ. Ngoài dùng dẻo cổ lam thì bạn cũng nên tham khảo sử dụng thêm hoa tam thất. Hoa tam thất là một loại thảo dược có rất là nhiều những công dụng, trong đó thì có khả năng hỗ trợ điều trị rối loạn lo âu rất là tốt. Một số thông tin nhà thuốc xin phép được chia sẻ đến với bạn.